Em chào anh nhé. Em quay cái video này thì cũng để hướng dẫn các bác tháo lắp bếp ga, bếp từ âm luôn. Đấy, size 75 cũng như size 60 thì đều được tháo như nhau. Đấy, thì em hướng dẫn các bác dùng trước luôn. Các bác để ý hộ em cái đây có nút tắt mở này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có biểu hiện là nút màu đỏ này, thì mình bấm tay vào đây. Xong mình sẽ bấm đây là sẽ là lấu. Bên này cũng vậy. Đấy, nó biểu tượng rất là đơn giản thôi. Đấy, bấm sang bên này là lấu. Ở dưới bếp thì quan thì nó sẽ lấu ở đây. Thì hình dung nó có ba dấu chấm đây, chấm ở trên cùng thế là bếp từ con ở trên, còn ô bên này đây, ô chấm bên đây, chấm ở bên tay phải này thì nó sẽ là dùng ở bếp tay phải này, chấm ô đen ở bên tay này thế là dùng bếp ở đen bên này. Thì lò nướng cũng vậy, ô này ô riêng dành riêng lò nướng, các bác nướng cái gì thì bác bấm vào đây, bác chọn chế độ xong không chọn chế độ thì các bác bấm tăng giảm nhiệt độ đây, hẹn giờ thì đây bấm vào đây, đấy thì bấm luôn vào đây cho em. Đấy, còn nướng trực tiếp bằng 2 meso thì bấm trực tiếp lên luôn. Đấy, còn mình có thể hẹn giờ được ở đây. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, còn đây là khóa ba bếp thôi, nó không có gì cả. Nhìn vào đây là khóa ba bếp, kể cả các bác khi lấn ghim chặt này nhá, nó khóa ba bếp này, kể cả bác có đi ra ngoài rút điện ra cắm điện vào thì sẽ không bao giờ dùng được, bắt buộc là phải ghim mở lại, kể cả ngắt áp đi nhá, bật áp lên vẫn phải ghim chỗ này thì mới mở lại được. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Còn tháo lắp bếp thì em sẽ hướng dẫn các bác luôn. Đây, tháo lắp bếp, bếp thì nó sẽ gồm hai cái lắp nướng này, em sẽ bỏ ra bên ngoài này. Đấy, đây nó sẽ có hai cái hốc đựng mỡ. Bếp tùy từng bếp, có bếp không có cái này. Đấy, tùy từng cái bếp mà nó sản xuất thôi nhá. Đấy, đây bác tháo ra. Thì các bác nhớ là khi đậy lại là các bác cũng phải để theo cái mép nhỏ này sẽ ra bên ngoài, cái mép gờ dày sẽ nằm ở bên trong. Đấy, em bỏ ra. Ốc thì nó có 3 con thôi. Đấy, nó rất là đơn giản, nó có 3 con thôi. Đấy, thì bác để ý là nó có 1 con này. Bao giờ nó sẽ có 3 nốt khác nhau nhá. 1 con này, 2 con này, ba con này. Đấy, tổng trên mặt kính nó có 3 con này, lắp thì nó rất là dễ lắp. Đây, ở dưới này nó có 3 con, 1 con ở góc này. Đấy, các bác vặn nới lỏng thôi nhá, nới lỏng thôi, không đừng vặn ra hết. Đây là 2 con. Đấy, con này em vặn trước rồi, vừa em chót vặn rồi. Đấy, có 3 con, đây 1 con này, vừa em chót vặn trước rồi. Đấy, tổng nó có 6 con này, 1 này, 2 này, 3 con này. Đấy, các bác lưng cái mặt kính này ra. Đấy, lưng cái mặt kính này ra. Đấy, các bác mới thả được vào trong bể âm được nhé. Khi lắp âm thì các bác cũng phải lưu ý hiệu em nhé. Khi lắp bếp là các bác phải tháo hết này ra nhé, thì mới cài bếp được vào nhé. Bỏ khe nướng này ra này, bỏ này ra này, thì các bác mới cài bếp vào nhé. Để bỏ cái mép này ra. Đấy, bỏ mép ra. Thì khi người ta cất bếp thì người ta mới bỏ vào được. Thì đây là cái trang trí che vào để nó khuất cái điểm gờ mình cắt đi mà. Đấy, các bác nhé. Con này thì nó đầy đủ đồ, nó không thiếu gì cả, nó là bếp mới. Đấy, có còn thì, những cái bếp cũ thì do vận chuyển thì có con nó mất, có con nó còn. Đấy, bếp mới thì nó còn đầy đủ hết. Đấy, cầu bên này nữa, bên này có một cây gờ nữa, có lôi lốt ra này, gờ mới lắp nhé. Đấy, mình lắp ra này, lốt mới lắp được. Đấy, cái mặt này các bác cũng phải lôi lốt đấy nhá. Đấy, cái mặt này cũng phải lôi lốt nhá thì mình mới thả vào được, thả bếp vào được. Xong rồi mình lại lắp lại, lắp lại thì nó có các chốt lắp này rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác nhận bếp là bọn em cũng tháo ngày luôn. Đấy, các bác về nhà lắp thì thợ nó sẽ ráp lại đồ. Đấy, cần thắc mắc gì thì các bác cứ gọi em 2 số điện thoại em ghi trên màn hình thì em sẽ hướng dẫn nhé. Em chào các bác.